Xin chào tất cả anh em chiến hữu yêu thích bộ môn bia crum ba băng. Với cái hình bi này thì anh em sẽ quýnh bộ số nào? Theo mình thì mình sẽ chơi bộ số 50. Và mục đích cái video hôm nay là mình sẽ xoáy sâu vào bộ 50, chủ yếu là xác định được điểm điểm trúng, điểm đứng và điểm đánh. Tại vì đây là cái bộ cơ bản nhất trong crum ba băng, nhưng mà mình gặp một số anh em thì cũng chưa biết nhiều cũng như là ít nhớ, cho nên mình đề cập trong video này. Mình lấy một ví dụ hình bi này, cái số đen là cái điểm đứng là cái điểm ban đầu, cái điểm mà mình đứng ở băng dài đó, hoặc là băng ngắn, là nguyên một cái dãy số màu đen á. Nó bắt đầu từ 15, 20, 25, 30, 35, 40 đó. Thì mỗi một cái khoảng cách như là nó cách nhau, mình chú thích lên là 5. Mỗi cái khoảng cách nhỏ như vậy là 5. Bây giờ mình viết con số 5 như vậy để cho anh em dễ hình dung, chứ mà khi bự lên chứ nhiều khi không viết ra anh em có nhớ đó, nhưng mà sau này có thể là ít đụng chạm tới, quên cảm giác, quên quen rồi bắt đầu quên. Giờ mình ghi để anh em mà nhớ nha. Anh em mà có quên thì dừng cái video là coi. Này cũng dễ nhớ lắm. Nhớ chịu khó coi tới coi lui một lần thì sẽ nhớ được cái bộ nút số 50 này. Thì ở đó là băng dài. Bây giờ băng ngắn là từ 50 đến 60, đã khoảng cách nó cách nhau là 10. Bây giờ mình sẽ chú thích 10 vô cho anh em dễ hình dung luôn. Đó. Từ 50, 60 là cách nhau là 10, một nút. Tương tự thì từ 60 qua 70 cũng cách nhau là 10. Nhưng mà 70 qua 90 là cũng một nút, nhưng mà nó tới cách nhau là tới 20 lần nha. Vậy thì trong nửa nút nó cách nhau sẽ là 10, chính giữa đây là ta là 80 đây. Mình dạy mỗi tên qua 80 nằm giữa. Nó thì cái khoảng cách cái mũi tên này nó ngắn ngủn à. Thì chỗ này chúng dựa nhỏ xíu này là 10 nè. Đó. Anh em để ý ngay chẳng chỗ này nha. Đầu cái mũi tên trắng đó là 80 đó, 70, 80, 90. Rồi. Anh em nhớ nguyên một dãy số như vậy. Khi nào quên nó thì lật lại coi. Nếu mà có muốn ghi chú lại thì dừng cái video lại mình ghi chú. Chủ yếu là cái video này mình làm chậm để anh em nhớ số thôi, chứ mà anh em mà chơi quen thì nhìn vô là biết rồi, biết bi này của nó đâu rồi. Rồi đó là xác định cái điểm đứng là điểm ban đầu của mình đó. Tiếp theo mình sẽ xác định được là cái điểm trúng. Cái hình bi này thì điểm dài sẽ là 30. Điểm dài 30 mà tại sao biết 30 thì mình có đề cập ở video phía trước, cũng nằm ở trên kênh mình luôn. Thì anh em muốn biết thì lục lại. Thì 30 một lát mình sẽ ký hiệu nguyên một dãy số màu xanh vô. Màu xanh chớp chớp để cho anh em dễ nhìn. Đây này, này dãy màu xanh chớp chớp này nè. Anh em lưu ý là nhớ cho kỹ nha. Màu đen là điểm đứng, màu xanh này là điểm trúng, tức là cái điểm dày băng thứ ba đó là cái điểm trúng. Nó bắt đầu từ 0, 10, 20, dài dài cho đến là 40, 50, điểm dài lên. Thì cái chỗ này nó từ 0, 10, 20, 30, 40 á, là nó cách nhau là 10. Trong cái hình bi này thì cái điểm về là 30 trúng. Thì mình sẽ xác định trước là 30. Thì trong cái mũi tên mình mới vẽ cái mũi tên trắng đó là các cái điểm dài đó. Trắng thứ nhất 30, trắng thứ hai là 40, trắng thứ ba là 50. Rồi trắng thứ tư này là điểm dài là 60. Trắng thứ bảy là đây 70, 80. Mình chỉ cái mũi tên để anh em dễ hình dung, tại vì con số nó khít quá, mình không có viết khít quá thì anh em có khó coi. Nó đây là những cái mũi tên mà mình vẽ chính giữa cho anh em dễ coi. Chính giữa đó là ví dụ như là 10 nè, 10 trúng nè. Đó, mũi tên mới vẽ. Tới đây là 15 nè. Rồi tới dần dần là 20, 25, 30.
nó dài dài là như vậy. Thì anh em nhớ lưu ý là cái điểm trúng nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đề cập đến cái điểm đánh. Cái điểm đánh là cái điểm nằm ở băng dài, băng thứ cái băng mà đối diện với cái bên kia là bộ 50 này, là bộ mặc định là chạm dài nha anh em. Chạm dài, bộ 50 là bộ chạm dài. Rồi, trong cái hình này thì mình xác định được cái điểm trúng là 30. 30 trúng. Mình vẽ hào hào theo mũi tên là 30 nó dài đó. Nó sẽ dài dài trúng. Nhưng mà trên thực tế thì anh em phải kiểm tra test bàn kỹ, tại vì đây là cái lý thuyết thôi. Mỗi bàn nó sẽ có những cái gì vậy nó khác nhau một tí xíu, và tùy theo kinh nghiệm và cái cách chơi của mỗi anh em mỗi khác nhau nữa. Trên cái băng dài bên kia thì chớp chớp màu đỏ là những cái điểm đánh, tức là cái điểm chạm đó. Thì muốn tính toán được thì mình phải cần có 3 điểm: điểm đứng, điểm đánh và điểm trúng. Thì mình xác định được điểm đứng là màu đen, điểm trúng là màu xanh. Bây giờ mình kiếm điểm đánh là màu đỏ thôi. Điểm đánh thì được quy ước ở trên băng dài, mỗi khoảng cách cách nhau là 10, từ 0, 10, 20, 30, 40, 50. Từ 50 đảo lên là mỗi khoảng chân giữa là nó cách nhau là 10. Nó không còn là một nút nữa mà là nửa nút từ 50 đảo lên. Tức là 50 nửa nút là 60, nửa nút nữa là 70. Đó, còn ở bên cái số màu xanh bên đây á, là điểm trúng á, là nó tới 40 tới 40 đến 50 là nó cách nhau nửa nút. Còn ở bên màu đỏ 40 tới 50 là cách nhau nguyên một nút nha. Anh em để ý lưu ý kỹ ngay chỗ này thì sẽ phân biệt được hai bên. Chỉ có một số anh em bị lẫn lộn ở chỗ này lắm. Cái điểm trúng á, cái điểm đi về, điểm trúng á, là từ 40 đến 50 là cách nhau là nửa nút. Đó, mình đã ký hiệu cái mũi tên vô, mình chỉ vô cho anh em dễ thấy rồi đó. Còn bên kia là cách nhau từ 40 tới 50 là nó cách nhau nguyên một nút. Cái chỗ này thì anh em quýnh luyện hoài thì cũng dễ nhớ lắm anh em. Thật ra mình cũng biết là anh em khó nhớ, cho nên mình cũng ghi chú lại, cẩn thận lại cho anh em dễ hình dung. Khi nào quên thì dạch video coi lại. Rồi từ 50 tới 70 tới 90 bên kia là mỗi khoảng nó cách nhau, nửa khoảng nó cách nhau là 10. Như nãy mình có đề cập đó. Ở bên này cũng vậy, ở bên điểm trúng cũng vậy, từ 50 tới 60 là nửa nút, cách nhau cũng là 10. Đó, ở đây là mình chú thích để cho anh em dễ nhớ. Rồi bây giờ vô cái hành vi này. Cho hành vi này thực tế thì mình quýnh sau đây. Mình xác định được cái điểm về của nó là 30. 30 trúng. Bây giờ điểm đứng của mình cũng chưa biết, thì giờ mình lấy cơ mình so thôi. Anh em mới tập chơi bây giờ ba bằng thì xác định mấy cái điểm này nó hơi lu bu, tức là còn phải về tới về luôn, nó cũng hơi lâu lắc. Thì trước tiên mình giới thiệu qua công thức cho anh em, là anh em thấy ở dưới đó là mấy cái chữ tiếng Anh đó, là chữ màu đỏ tức là điểm đánh, chữ màu đen là điểm đứng, còn cái chữ màu xanh là điểm trúng, còn cái chữ màu tím là cái sai số. Sai số này thì tùy theo mỗi cái điểm đứng khác nhau mà nó có những sai số khác nhau. Điểm đứng mà cái số càng lớn thì nó từ 70 tới 80, 90 rồi đó, thì nó có cách tính khác. Còn mà đứng ở băng ngang, băng dài thì có cách tính khác. Thì phía dưới mình ghi gọn lại cho anh em dễ nhớ. Thì đánh bằng đứng trừ trúng, mình ghi gọn như vậy, giống như là cái câu thần chú đó, để anh em mà có quên thì cũng hơi khó. Đánh bằng đứng trừ trúng, đỏ là bằng đen trừ xanh, nhớ như vậy. Áp phê ở đây mình sử dụng là áp phê 3 nha anh em. Một số hành vi thì mình sử dụng áp phê 2. Đó, mình chớp chớp để cho anh em dễ nhớ. Thường thường thì mình quýnh áp phê ở phê vành bi, còn có một số anh em thì quýnh áp phê ở tâm bi, tức là bụng bi đó. Cái đường ngang á, mình nói là bụng bi, tâm bi nha anh em. Còn cái đường mà rìa ở ngoài đó mình nói là vành bi nha. Thì cái áp phê này nó đa dạng lắm, tạm thời mình chấp nhận hai loại áp phê này nha. Mình sử dụng hai loại áp phê này đấy mà quýnh bộ 50 cũng tùy hình, mà có những cái loại sử dụng cái loại áp phê khác nhau chứ không phải nhất thiết là sử dụng áp phê 3. Rồi ở cái hành vi này thì mình so coi, điểm dày của mình là 30. Bây giờ mình kéo cái cơ ra,
cái cơ này nó hơi cục, mình dùng cái phần mềm để mình kéo nó thẳng ra để mình sờ cho anh em dễ coi nha. Giờ mình kéo cái hình ảnh nó. Giờ mình có công thức là điểm điểm đánh là bằng đứng trừ trúng. Mục đích của mình là tìm cái điểm đánh, là tìm cái số màu đỏ. Mà muốn tìm số màu đỏ thì mình phải kiếm cái màu màu xanh. Cái điểm trúng là màu xanh là mình có rồi. Bây giờ mình phải kiếm điểm đứng. Mình có điểm đứng, mình trừ cái điểm trúng mà mình đã có sẵn là nó mới ra được điểm đánh. Thành ra bây giờ nhiệm vụ của mình là mình phải so thử, mình lấy cơ mình hạo thử. Đó, mình hạo thử thì mình thấy là mình đứng ở 40 là màu đen nè. Mình chỉ cái cơ thẳng cho bị đó là ngày 10 nè. Tức là ta có đen trừ đỏ là bằng xanh, tức là 40 trừ 10 là bằng 30. Tức là 10 sẽ bằng 40 trừ 30 á, khi mà gấp cái công thức đó. Thì cái dãy số màu đỏ là cái dãy số mà anh em cần tìm đó. Mới đánh được. Cái số màu xanh là mình xác định từ đầu là mình biết được. Còn điểm đứng thì mình phải so thôi, mình so qua so lại so tới so lùi để mình xác định được cái điểm đứng và cái điểm đánh, miễn sao nó khớp ra cái điểm trúng. Mình trừ cho khớp điểm trúng là bắt đầu mình thực hiện cú đánh. Đây là cái hình bi giải mình cố tình mình sắp ngay để mà anh em dễ hình dung. Thí dụ như mà mình lấy cái trắng mình dời chỗ khác thì mình dời tới dời lui dời xuôi dời ngược vậy đó. Giả sử mình đặt ở chỗ đại chỗ nào đi, nào mình đặt chỗ này đi, mình đặt chỗ này thì giờ mình so lại thôi, mình không biết nó nhiều, mình cũng lấy cái cơ mình so thôi. Bây giờ mình để cơ vô nè, rồi mình quay cái cơ, quay qua quay lại thì coi nó có vô khớp hay không. Bây giờ mình thấy là cái đuôi là 35, cái đầu là không, giờ chơi quất cái đó, lấy 35 chứ không là 35 là ra 35 là không được. Giờ mình dịch qua, mình dịch sao mà mình lấy đen mà chữ đỏ là ra 30 là lầm, là bắt đầu quýnh liền. Đây là cái bộ số mà nó ra có cái công thức như vậy, cho nên mình chưa có trừ sai số nha anh em. Chứ đúng là mình đứng ở 35 mình phải trừ hao là 3 nữa, từ 2 tới 3. Nhưng mà để đúng công thức thì mình đơn giản quá, mình khỏi cần trừ. Để cho đúng công thức rồi sau này có những cái điểm mà trừ hao đó mình sẽ đề cập ở video tiếp theo cho anh em dễ coi. Bây giờ tạm thời mình bỏ qua sai số nha. Mình chấp nhận là mình đánh đúng công thức, mình chưa tính đến trường hợp sai số. Giờ mình đứng mình quay qua quay lại thôi. Mình quay tới quay lui thì mình thấy là mình 34. Cái đích cơ là 34, cái mũi cơ là nó phải chỉ ngay 4, tức là 34 trừ 4. 34 mà trừ 4 là ra 30. 30 là cái điểm màu xanh á. 30 là cái điểm ban đầu mình đã xác định được là nó trúng, là về 30 trúng là mình có còn một con số rồi đó. Bây giờ mình dịch cái cơ này, mình bẻ qua bẻ lại, mình hạo đó. Thì mình thấy là cái đích là 34 nè. Cái đầu nó chỉ phải chỉ ngay 4. Bây giờ mình cứ dùm nhỏ cái cơ lại, cho nhỏ cái cơ đầu mình quýnh ngay 4 đây. Sử dụng 3 phơi quýnh ngay 4. Thì trường hợp này á, ở trường hợp mà đứng băng dài và mà đứng ngay 35 chỗ 34 này á, thì thật ra không phải là 30 trúng nha nè, có khoảng 32, 33 gì mới trúng. Nhưng mà mình lấy số 30 cho nó chuẩn thôi. Trên thực tế thì có khoảng 32 mới trúng. Rồi bây giờ mình lấy 34, mình trừ 4 là ra 30 thôi. Mình cái đường màu vàng ở đây, màu vàng dài băng ngắn á, là mình chỉ dễ hạo thôi nha anh em. Chứ nó có cái bộ số Bader nữa, quýnh cho ngay chăng cái điểm nào thì nó sẽ dày được cái băng ngắn chỗ đó. Cái đó thì mình đề cập ở bộ số sau. Bây giờ mình dễ tới 30 thôi. À, ở đây là mình dễ tới 40 rồi. Bây giờ mình xóa, mình dễ lại 30. Đấy, 30 đấy. 20 nè, 20 nè, 30 nè. Đó, giờ mình chỉ vô 30 là xuyên băng nha anh em, xuyên ngay nút trắng. Xuyên ngay nút trắng chứ không phải là vuông ra đâu nha. Đó, mình lấy cái chân cái điểm tiếp giáp đó, mình chỉ ngay 30. Thì cái trường hợp này nó sẽ trúng bi vàng trước nha anh em. Trúng bi vàng trước, nó trúng dồi gà bi vàng trước. Để cho chắc trúng thì bi này anh em quýnh 32 hoặc 33 thì nó sẽ trúng chính giữa bi luôn. Nhưng mà ở đây mình làm đúng theo công thức đi, mình khỏi dự hao luôn. Thì mình tính cho nó chẳng, cho nó dễ hiểu đó. Rồi, cái trường hợp mà bi như vậy thì mình đã giải thích xong. Tức là tùy theo cái điểm đứng mà bây giờ mình sẽ có những cái nhớ lại những cái con số. Ví dụ như nãy mình đứng điểm
điểm đứng ở đâu á thì ta đầy nhà khăn nước quá mình nói hơi lấp dấp, mà mình em thông cảm nha. Tức là mình phải so cái cơ, mình bắt đầu mình học thì mình chưa biết nhiều thì mình phải so so cái cơ sao mà cho nó khớp khớp số, nó khớp số thì mình gáp vô công thức là quấn da thôi. Thì video đến đây hơi dài rồi, mình xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi VN Blast nha anh em. Mình sẽ cập nhật tiếp những hành vi để mà giới thiệu cho những anh em mới tập chơi. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các anh em. Mong được anh em ủng hộ. Bye bye.